Bài thứ hai trong ngày hôm nay, trong chủ đề đó là dự định kế hoạch của bạn có thành công trong thời gian tới hay không, và cái mong ước của bạn có trở thành sự thực hay không. Thì đây là trả bài dành cho câu hỏi là mong ước của bạn có trở thành sự thực hay không. Trước hết đó là mình xem trả bài đầu tiên, Knight of Swords, 10 kiếm. Mình thấy ở đây liên quan đến câu chuyện tình cảm các bạn ạ. Nếu như tụ bài số 1 đây là nó vô số vấn đề. Vô số vấn đề ở đây thì một mình có cảm giác như là nó thuộc về năng lượng nữ. Cái tụ bài số 1 ấy, có rất nhiều người đã gặp cái hoàn cảnh đấy và chọn cái tụ bài đấy. Năng lượng nam, giờ gần đây thì năng lượng nam của mình nghe khá nhiều. Đấy, nhưng mà nó vẫn ít hơn. Thì mình thấy ở đây có vẻ như là dành cho năng lượng nam, mà nó liên quan một thứ thôi. Nó liên quan hầu như tập trung có mỗi một chuyện tình cảm thôi. Đấy, thì mình thấy thế này, bởi vì các bạn biết vì sao không? Nam là sống lý trí, còn nữ là sống cảm xúc, nên cảm xúc thì nhiều vấn đề lắm. Rồi, và từ từ cái nhiều vấn đề đấy cho nên nó đẻ ra nhiều thứ khác. Các bạn có biết vì sao không? Ví dụ một người họ tìm đến mình, họ nói rằng là cuộc sống của họ dạo này xảy ra nhiều chuyện ạ. Thế mình hay hỏi rằng chuyện tình cảm hôn nhân của họ thế nào, tình yêu hôn nhân của họ thế nào. Và tất cả những người đang gặp vấn đề thì đều gặp vấn đề về tình yêu hôn nhân, là bởi vì sao? Cái bài học khó nhất và cái thử thách khó nhất, cái nỗi khổ nhất, nó chính là cảm xúc liên quan đến chuyện tình yêu hôn nhân. Và khi họ giải quyết được cái vấn đề đấy thì tự nhiên những vấn đề khác nó cũng được thông suốt, bởi vì nó là liên kết về mặt năng lượng mà. Nó là một cái dây ấy, một cái sợi dây, cái này đẻ ra cái kia. Nhưng mà nam thì họ rất là lý trí. Họ lý trí lắm, họ chế ngự rất là giỏi và họ xử lý vấn đề nó cũng mạch lạc, cho nên là và họ thường thường khi mà họ giải quyết cái gì thì họ thường giải quyết có một cái thôi, nên nó rất là sóng suốt gọn gàng nhá. Cho nên ở đây mình thấy có năng lượng là liên quan đến một câu chuyện tình cảm đó. Năng lượng khi gặp sao 10 kiếm 6 gậy, có nghĩa là mình thấy bây giờ cái người này đang ngồi đang nung nấu các bạn ạ. Cho nên là người nào mà đang chờ nghe người đó nói gì các bạn á, thì các bạn có thể nghe cái trả bài này nhá. Năng lượng của King of Swords đây đang ngồi đang suy nghĩ. Người này là người cực kỳ thông minh, ông vua của chế ngự cảm xúc. Đấy, đang ngồi suy nghĩ xem là với cái 10 kiếm này thì cái 10 kiếm này là có thể là một mối quan hệ đã ngắt kết nối, giờ đã tổn thương nhau rồi. Mình có cảm giác như là trước khi bạn rời đi, bạn đã tuyên bố rằng là anh đã tổn thương tôi đến tận cùng, anh từ nay trở đi ấy, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Thậm chí không hiểu vì sao mình nhìn vào lá bài 10 kiếm, ai đúng thì comment ở dưới là bạn bạn tuyên bố rằng là từ nay trở đi không bao giờ tôi muốn nhìn thấy anh, hoặc tôi muốn yêu anh nữa, vĩnh viễn kiếp này kiếp sau không bao giờ gặp lại. Nghĩa là bạn tuyên bố rất là mạnh tay như thế. Nhưng mà cái người này ấy, nghĩa là ban đầu khi mà nghe bạn tuyên bố như thế á, thì anh ta nghĩ rằng ồ chắc phải được vài hôm ấy mà. Cho nên các bạn có biết lý do vì sao mà trong mình thấy tarot nó cứ tồn tại một cái mối quan hệ nó chẳng đi đến đâu, là bởi vì sao? Bởi vì nam thì kiểm soát mà nữ thì trẻ con. Có nghĩa là các bạn dù các bạn giỏi giang đến đâu đi chăng nữa thì trong chuyện tình cảm các bạn giống như một đứa trẻ. Có nghĩa là các bạn nói rất mạnh mồm rừng đấy, nhưng mà cuối cùng chỉ được vài hôm là các bạn lại quên. Các bạn biết vì sao? Vì tính các bạn vô tư các bạn ạ. À, nhưng mà khi như thế nó làm cho người ta cảm thấy coi thường thì không hẳn, nhưng mà nhờn theo kiểu giống như là nói xong rồi vài hôm lại lại khác ấy mà, cho nên họ cũng không cần nữa, kệ muốn làm sao thì làm. Thì bây giờ mình có cảm giác ở những người mà tuyên bố như thế lần này, cái người này họ thấy là ồ lạ thế, thế kiểu lần này lâu mà không thấy nói năng gì. Chứ họ đang ngồi, anh ta đang ngồi để anh ta suy nghĩ xem là anh ta suy nghĩ về cái 10 kiếm ấy này, cái vấn đề giữa hai người, và anh ta tự hỏi một điều là mình có nên chủ động trước không. Sáu 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 gậy là đi tìm bạn hoặc kết nối gì đó với bạn tùy từng hoàn cảnh xa hay gần nhá. Rồi năng lượng cờ nam cấp là nên nói cho bạn biết cái tình cảm của mình hay không. Xong rồi anh ta lại nghĩ ra là thôi từ từ đã. Đấy, theo kiểu là trong lòng thì rất là nóng sốt đấy, nhưng mà nghĩ từ từ đã để xem nào đã. Năng lượng của năm kiếm thì mình nghĩ là cái mà nguyên nhân để xảy ra cái chuyện mà 10 kiếm ấy này thì nó đến từ năm kiếm. Nó cũng có nghĩa là trước khi chia tay để tạo ra 10 kiếm ấy thì các bạn cũng cãi nhau một trận tơi bời rồi. Có nghĩa là năm kiếm với 10 kiếm là cãi nhau một trận tơi bời và làm với nhau tổn thương rồi. Có thể là không phải cả hai tổn thương, nhưng bạn tuyên bố cho họ biết là anh ấy làm tôi tổn thương rồi, có nghĩa là nó có tính chất nghiêm trọng ở đây. Nên bây giờ họ nghĩ rằng là với cái tính chất nghiêm trọng đấy thì không biết nên như thế nào nhỉ. Có nghĩa là mình thấy người này họ nhìn về cái mối quan hệ này nó mang cái năng lượng là 10 kiếm, 10 kiếm hay 5 kiếm. Nhưng mà anh ta nghĩ đấy là do bạn nghĩ chứ không phải anh ta làm. Các bạn hiểu không ạ? Có nghĩa là cái người này họ vẫn theo một cái năng lượng là 10 kiếm hay 5 kiếm thì đấy là do bạn nghĩ thôi, chứ anh có làm cái gì đâu. Có nghĩa là sự thật thế nào thì mình không biết. Nhưng các bạn biết không, có
khi mà mình trả bài riêng ấy, tồn tại những người đàn ông mà họ không bao giờ biết mình sai. Cho nên nói thật với các bạn thế này này, người ta thường bảo là không không biết thì không có tội. Nhưng mà khi ở bên cạnh một người mà không bao giờ biết mình sai, và khi họ không biết mình sai thì đương nhiên họ không bao giờ họ thay đổi, bởi vì họ có nghĩ là họ sai đâu, thì nó mệt mỏi vô cùng. Có nghĩa là cái vòng lặp ấy luôn luôn lặp lại, và nó quá mệt mỏi, không thể dung hòa, không thể nói chuyện, không thể đồng hành được. Thì người này họ nghĩ là 10 kiếm là do bạn, 5 kiếm cũng là do bạn, còn họ có chả làm cái gì hết đấy. Xong cái năng lượng của bốn gậy ở đây là họ nghĩ là bạn đang nghĩ là họ tạo 10 kiếm cho bạn, tạo 5 kiếm cho bạn, thì bây giờ liệu có thể gặp nhau được không nhỉ? Ở đấy, liệu bây giờ mình mà chủ động trước ấy, hay là mình mà tỏ ra mình cần trước ấy, lại hóa ra là mình nhận mình sai à? Ở đấy rồi. Rồi sau tất cả như thế thì liệu cô ấy có còn tiếp nhận mình nữa không nhỉ, rồi có thể tiếp tục được nữa không nhỉ? Có nghĩa là họ đang ngồi để họ suy nghĩ xem mà nên như thế nào nhá. Mình thấy hôm nay có cái năng lượng khá là đáng yêu, cho nên là ai mà có cái năng lượng này thì các bạn comment ở dưới cho mình nhá. Rồi tiếp tục, đây là cái mong ước, kế hoạch của họ có trở thành hiện thực hay không. Thì thực ra ở cái tụ bài số 1 thì đặt bài số 1 thì chúng ta thấy cái năng lượng là họ đang muốn làm quen đấy, chứ không hẳn là mong ước. Nhưng mà họ đang nghĩ, họ đang băn khoăn xem là vậy thì nếu như họ chủ động làm quen thì như thế nào. Đấy, các bạn có tưởng tượng là như thế. Thì bây giờ mình thấy có xu hướng là họ đang ngồi, họ suy nghĩ xem là mình có nên chủ động không. Năng lượng thanh lập quan với 8 người là có nên chủ động không. Nhưng cứ mỗi lần mà họ đặt câu hỏi là mình có nên chủ động không ấy, thì họ lại băn khoăn. Cái người này là cái người cực kỳ hay băn khoăn. Các bạn biết không, sống bên cạnh cái người băn khoăn nó mệt lắm các bạn. Các bạn biết vì sao không? Cuộc đời nó quá ngắn để chúng ta băn khoăn quá nhiều. Nói thẳng là như thế. Không biết là các bạn có đồng quan điểm này với mình hay không. Đó. Ai đồng ý thì comment ở dưới nhá. Rồi năng lượng của Air One, của The Tower. Có nghĩa là mà lại ngoài cái băn khoăn quá nhiều, lại còn có một cái kiểu là hay so đo theo kiểu giống như là mình không sai. Ở thế bây giờ mình mà chủ động hóa ra mình sai trước à? Các bạn thấy năng lượng này, năng lượng của trẻ con không, đúng không? Năng lượng của trẻ con, bởi vì bạn có người lớn đâu mà bạn đòi gặp người lớn, đúng không? Đấy, bởi vì đó, cứ suốt ngày tuyên bố xong rồi lại quay lại, cho nên mới tạo ra họ trẻ con giống như bạn, rồi họ cư xử trẻ con như thế này, xong rồi họ cũng tạo ra một cái đứa trẻ con giống như bạn. Thì các bạn sẽ thấy được cái quy luật cân bằng ở đây nhá. Quy luật cân bằng, quy luật trong ngoài ở đây. Năng lượng của Air One là đây. Thứ hai nữa, ở đây có một cái nỗi sợ là những cái sự việc nó diễn ra giống như mình vừa phân tích ấy, nó cứ trở đi trở lại trong cuộc sống của, trong cái mối quan hệ của hai người. Nhưng bây giờ họ nghĩ là đây, nếu như giờ Tower là một cái mảnh đất khô cằn nhá, thì cái Air One này là trồng cái cây lên cái mảnh đất này, thì cuối cùng nó có lớn lên được không nhỉ? Bởi vì giờ Tower ở đây là cái năng lượng của cái việc đó chính là giống như một cái gì nó thuộc về cái vòng lặp ấy. Các bạn tưởng tượng như là ở quê chúng ta mà có cái bu gà, xong là mình trồng một cái cây, xong mình đem mình úp lên nó để cho gà ngoé các thứ khỏi ăn, thì sau đấy mình quên đi thì cái cây nó bị chính cái giờ quơ này núp lại, nó không thể lớn lên được. Thì có nghĩa là người này họ cũng lo một phần là nếu như mà cái vòng lặp đấy không thể kết thúc thì cái mối quan hệ này rồi nó cứ trở đi trở lại cũng chả bao giờ giải quyết được. Đấy, năng lượng của The Chariot là họ nghĩ đến cái chuyện là ở đây, một là có những người ở gần chứ không phải ở xa, nhưng mà ý là chủ động. Năng lượng The Tower là chủ động làm quen, hai là họ phải di chuyển từ xa về để họ gặp bạn. Thì họ đang băn khoăn cả The Chariot cả The Fool là mình có nên trở về chủ động làm quen không, giống như làm lại từ đầu ấy. Ở đấy giống như là thôi thì đất không chịu trời, trời chịu đất, theo kiểu như thế. Nhưng trong lòng của họ nghĩ như thế nha. Sau kiếm thì họ nghĩ bụng là không biết có nên không. Thì một cái nên ở đây, một là sau kiếm là về điều kiện thực tế ấy, có cái khó khăn gì đấy. Hai là trong lòng của họ, họ ngại rằng là có làm quen lại với nhau từ đầu thì rồi không biết chuyện có đi đến đâu hay không, hay lại tiếp tục những cái vòng lặp cũ nhá. Đấy, mình thấy như thế. Thứ ba, mình đặt một câu hỏi. Hôm nay mình thấy cái năng lượng trả bài này nó hơi vui vui, cho nên là mình cũng đặt một câu hỏi vui vui, đó là rồi mọi chuyện sẽ thế nào nhá. Bởi vì mình thấy cái người này họ đang ngồi để họ suy nghĩ như thế, thì mình sẽ xem là rồi mọi chuyện sẽ thế nào. Đó, rồi mọi chuyện sẽ thế nào. Người này họ rất nhớ bạn. Mình không hiểu vì sao hôm nay một cái năng lượng khá là dễ thương nó tồn tại trong hiển thư Tarot. Có lẽ là bởi vì sự cộng hưởng năng lượng của một cái bạn hôm qua. Bạn ấy nói với mình rằng là chuyện cũ đã nên xếp lại rồi, chúng ta hướng về những điều tốt đẹp thôi. Mình rất biết ơn những cái năng lượng tích cực như thế, bởi vì mỗi một comment của các bạn nó sẽ cộng hưởng năng lượng với kênh của mình đấy. Đấy, thì mình thấy đây, trong mắt của người này, nghĩa là các bạn phải hiểu cũng là cũ, nhưng mà họ thay đổi, họ khác đi thì nó sẽ khác nhá. Đấy,
hoặc là một người nào đấy giận nhau với bạn thôi, bạn đừng coi là người cũ nữa, coi như một người nào đấy mà đang crush đi, đang tìm hiểu đi, xong hai bên giận nhau. Đấy, các bạn bạn nghĩ như thế đi, nó đơn giản hơn. Năng lượng của Empress ở đây là trong mắt của bạn, của họ thì bạn dịu dàng, bạn dễ thương, bạn đáng yêu, bạn như một nữ hoàng trong lòng họ. Người này họ yêu bạn khá nhiều, tính cách khá là lãng mạn. Họ luôn nghĩ đến cái chuyện là nếu mà họ được ở bên bạn thì họ sẽ chăm sóc bạn bằng cách, ví dụ như bạn bạn thích đàn hát thổi sáo, họ sẽ thổi sáo cho bạn nghe. Rồi vào những đêm trăng khi mà ở bên nhau thì hai người sẽ mặn nồng đằm thắm, mặn nồng đam mê nhau như thế nào. Đấy, họ dịu dàng, họ ôm lấy bạn, thể hiện tình yêu với bạn. Người này mình thấy người này khá lãng mạn, và có thể là họ cũng biết một vài môn nghệ thuật, ví dụ đàn hát, đàn sáo gì đấy, và có thể bạn cũng thích nghe. Cho nên là lúc nào họ cũng nghĩ đến cái chuyện là họ sẽ thổi sáo cho bạn nghe, họ sẽ làm một cái gì đấy, họ sẽ nói cái gì đó để cho bạn được vui. Đấy, họ nghĩ là nếu như họ gặp bạn thì họ sẽ làm tất cả những cái việc như thế để bù đắp cho bạn, để chứng tỏ cho bạn thấy được rằng họ yêu bạn, chứ không phải là giống như là bạn nghĩ. Năng lượng của vua cốc, người này mình có cảm giác như người này với bạn ở xa thì phải. Cho nên mình luôn thấy cái chuyến xe, chuyến tàu hoặc là một cái nơi gặp gỡ nào đấy, có nghĩa là hai người phải đi xa với nhau, nghĩa là đi đâu đấy thì mới có thể gặp nhau đó. Và mình thấy người này có xu hướng là họ có cái đam mê về mặt là sách rất lớn với bạn. Trên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chuyện là chúng ta gặp nhau, chúng ta ở bên nhau. Rồi họ sẽ giống như họ sẽ ôm lấy bạn. Họ sẽ nói với bạn rằng là trong cái khoảng thời gian xa bạn thì họ nhớ bạn rất nhiều, vân vân. Đấy, theo kiểu là như thế thể hiện cái. Với lại thứ hai đấy là giống như là cái người này có một cách yêu là rất thích theo kiểu là bất ngờ ôm lấy bạn từ phía sau và nói với bạn rằng thực sự họ rất là yêu bạn, vân vân. Đấy, theo kiểu như thế. Rồi là nghĩa lá bài này cũng biểu hiện được cái sự âu yếm, sự gần gũi khi ở bên cạnh nhau. Vậy thì rồi nó sẽ thế nào? Thì có nghĩa là cả cái đà bài này cho bạn biết được cái tình cảm thật sự trong lòng họ. Đấy, cái người nào muốn nghe cái gì nhỉ? Người nào muốn nghe người đó nói gì với bạn thì các bạn có thể nghe tụ bài này, nghe đà bài này nhá. Rồi chứ còn và các bạn phải nhớ thế này này, cho dù mình có đặt câu hỏi là rồi chuyện này thế nào, nhưng cái cách đà bài của Hiền Thư là không bao giờ xem bói, không bao giờ đặt cái sự việc của mỗi người theo trên cái cơ sở là xem bói để cho các bạn nhìn thấy tương lai, mà tất cả đều là suy nghĩ của họ, có nghĩa là điều họ mong muốn như thế, nhưng mà có thực hiện được hay không đó là do họ. Thì các bạn luôn thấy những cái lá bài theo biểu hiện là có một cái gì đấy khó khăn họ vẫn chưa đến được, nhưng nếu như anh có thể làm được thì anh sẽ làm cho em như thế. Còn cái việc mà trải bài là như thế, như sự thật họ đối với bạn như thế nào nó mới là quan trọng. Trải bài nó chỉ là trải bài thôi, chứ các bạn cứ đi núp vào cái trải bài để các bạn chờ đợi rồi các bạn như thế thì nó thực sự là nó không nên một tí nào nhá. Đấy, các bạn từ trải bài nó cũng coi như một cách chữa lành để các bạn hiểu tâm tư thật của họ, nhưng cái trải bài nó hoàn toàn khác với cái việc là họ hành động thế nào ở cái cõi ta bà này đó, ở cõi bất chật vật chất này. Các bạn không thể đi nghe trải bài để cứ yêu một người mà họ phải như thế nào đó đối với bạn thì bạn mới có thể yêu được, không ai yêu kiểu như thế cả nhá. Và tất cả những thứ tình yêu mà cứ nghe qua trải bài để yêu đều gọi là tình yêu mập mờ nhá. Rồi chúng ta có thể dừng lại ở đây, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu bạn mới biết đến Huyền Thư Tarot và yêu thích kênh của mình, các bạn giúp mình phát triển kênh nhé, tặng mình một nút like, nhớ comment, cộng hưởng và liên kết năng lượng với mình để mình có những trải bài chung tiếp theo. Nếu ai có nhu cầu trải bài riêng thì số Zalo mình để ở phần mô tả. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.